Mấy anh chị tại sao của bây giờ diễn viên đóng mà nó nói xấu đoàn phim vậy? Bây giờ thế này là có nó nói là ăn cái bánh mì này là bánh mì ai? Bánh mì của Kim Lý nè, Kim Lý Hà Hồ bán nè, mua cho nó như vậy ăn, mà nó nói ở này là đi làm việc cho phim Bố Già mà ăn chỉ có cái bánh mì thôi, mà còn chưa nói là ở gì ở đoàn còn cho ăn tới cái gì nữa. Bánh mì này là bánh mì giảm cân, là lượng tinh bột thấp, ăn giảm cân. Cuối em ăn hồi sáng mà bây giờ em ốm xuống người. Mày quá mày. Em cái dữ liệu của Hà Hồ mày nói dữ mày. Còn mấy anh cảm lên cơ liền nữa nè. Quá trời ngon quá. Mà quý vị coi đó, nó đóng phim mà bây giờ nó nói xấu đoàn phim. Anh định lại đề nghị đi cho em qua đoàn khác em đóng phim sao? Tại vì em bất bình. Mày ngon quá nè. Mày ngon quá anh em. Mày ngon rồi. Ngon chưa em? Mày trăm hai. Em đã ngon chưa? Đã ngon thì chọn nước rồi. Chính xác rồi. Ủa cái này của chị Hà. Ngon rồi đó. Này là chồng chị Hà bán. Cái này rất là tốt á. Mà sao xiên ăn chưa còn nữa, ổn để đây vậy? Em bị nghẹn. Nói mà em đau không? Tại vì mình lo cho nó, mình cho nó ăn mà nó nói em nghẹn luôn, em ăn hết á. Ủa lì đi vô là mình có sao? Nó chưa gì là nó đã đối xử với em như vậy quý vị đấy. Thương nó đi, thương nó nữa đi. Nè, vừa nằm xuống như là ông vua vậy đó. 8-9 người lợi nè, người bóp tay, người bóp chân. Đó bắt thấy dương đột nó đỡ trong mặt rồi đưa cơm cơm bưng nước góp mẹ cơm nguội chút xíu là lấy đồ nói âm lại liền cho nó ăn, sợ nó ăn nó không ngon, nó diễn giỏi. Ôi trời, diễn xong cảnh nào hay mà bưng ly sữa chua ra cho dân liền tưởng thưởng. Giờ nó nói vậy đó không binh được đúng không? Nghèo quá ăn không nổi. Ăn sao nổi được, cái người còn dính trên lỗ mũi rồi mà ăn không nổi được. Ôi, diễn viên đẹp trai mà ăn cũng ở dơ vậy, đi quảng cáo bánh mì cho người ta mà chị thua rồi. Con mang đôi giày có ra cái gì không? Kỳ quá. Đàn ông mang đôi giày như cái lưỡi vậy. Bây giờ nhìn cái đôi giày nó đi, đưa đôi giày cho ta coi. Đàn ông con trai mang đôi giày như cái lưỡi vậy kìa. Tức quá mà ngồi sao quá. Thiệt á. Không chịu được. Chắc là sao mình đổi đóng phim khác con Khánh ơi. Không vô đòn mình nữa. Giận. Nó có tiếng giận, nó có tiếng giận. Nét nhộn nhẹo đó. Đeo bông ngọc trai. Trời ơi. Nè sau chữ ngọc nữa nè, hột bẹt nè, hai sợi dây chuyền cùng mốt nè. Mốt người ta đeo bông mùa u á anh Tứ. Mua đem mấy cái bông mùa u. Bông điên điển gấp lên đeo. Em không nói nó nữa, em không muốn nói nữa, em chỉ tới đây thôi. Ủa giờ lấy rồi. Lắm rồi. Ủa giờ lấy rồi, cho anh hỏi là có đây có phòng riêng không anh? Đòi phòng riêng luôn anh. Phòng riêng. Mày ở luôn trong phòng á.